Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp là một cây linh sam hạt gạo Tân Phú nha cả nhà nha. Cây này đang ho chi chít luôn. Lá siêu nhỏ luôn, lá bằng cái hạt gạo thôi. Ho này. Ho thơm nha cả nhà nha. Wow, rất là đẹp. Cái dòng này thì ít khi tác động, mình tác động ít á, tại vì nó tay cành nó chi đồ nó chi chít á, nó rất là dễ thành phẩm nha cả nhà. Đó, đây nè. Nhìn nó mình để cái form thiên nhiên nó rất là tuyệt vời, ví dụ cái nào nó ấy quá nhỉnh quá thì mình kéo tàn lại thôi. Như cây này này khá là ok luôn nha. Wow, rất là đẹp. Rồi cái này có mã số là 30. Có cái hòn cũ ngay chỗ đây nè, hòn cũ xét xét cái cũ đây nè là 17. Cây cao là 33, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 22. Rồi, cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.200k bao ship luôn nha. Là một cây linh sam hạt gạo Tân Phú, khá là đẹp. Cây như cây thành phẩm luôn rồi, về mình chỉ cần sang cái chậu đẹp nữa là ok luôn, lấy lộc đầu năm mau mắn luôn nha. Chúc cả nhà mình vạn sự như ý luôn, an khang thịnh vượng luôn nha. Cánh ho cũng khá là to nè, cánh ho khá là to. Wow, nụ ho còn chi chít luôn đó nha, nụ ho còn quá trời luôn. Bắt đầu mà mới nở, mới bắt đầu nở luôn. Cây form thiên nhiên khá là tuyệt vời. 1.200k bao ship. Cái này về lên cái chậu đẹp nữa là ok rồi. Chỉ tỉ sơ nữa thôi là mình đón lọc ho của nó thôi. Quá mê luôn cả nhà. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.